Ông bà tôi vốn gốc ở Bình Lao, Hải Dương. Nhà bà ở đầu thôn, nhà ông ở cuối thôn. Cũng như bao gia đình Việt Nam thời Pháp thành hôn lễ cho hai người. Sau khi kết hôn, ông mới kể lại, lần đầu tiên được nhìn thấy bà là khi ông vô tình nhìn qua khung cửa sổ thấy có người con gái đang phơi ngô trước sân nhà. Năm 1939, bà lên xe hoa với ông khi tròn 19 tuổi. Độ tuổi ngây thơ mơ mộng, chẳng hề lo toan, vì bà vốn sinh ra trong gia đình phú hộ, được cưng chiều từ bé. Bước vào con đường hôn nhân, xa lìa thân phụ, bà có nghĩ đâu rằng cuộc đời mình lại gian nan vất vả hơn vạn người. Như ca dao có câu, thân gái như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra cánh đồng. Năm 1940, bà sinh người con gái đầu lòng, tên Nguyễn Lệ Thuận. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu hành trình bôn ba mưu sinh cho gia đình cho đến khi ông bà rời Việt Nam. Ngày đầu tiên ông bà kinh doanh là buôn củi. Bà nhờ người chị của mình trên tận Thái Nguyên thu mua giúp củi, rồi thuê xe chở củi về nhà. Bà mướn công nhân chặt bỏ củi, rồi bà theo xe bò đem củi đi khắp tỉnh Hải Dương để bán. Trong 6 năm đầu tiên ấy, ông bà sinh hạ hai người con kế là bác Nguyễn Việt Hồng vào năm 1944. Bác Nguyễn Lệ Dung sinh năm 1946. Và đó cũng là những năm tháng chiến tranh với thực dân Pháp lan rộng. Vì sự an toàn cho các con, ông đưa gia đình về tận Hải Phòng. Nơi đây, bà sinh ra người con trai Nguyễn Việt Hưng vào năm 1949. Một người con rất thân thiết và hợp với bà. Tại Hải Phòng, với số tiền tích cóp mang theo, cả gia đình thuê căn nhà giá 300 đồng để ở. Không thể cứ mãi dùng tiền tiết kiệm mà tiêu, ông bà hợp tác với một người có kinh nghiệm sản xuất bánh dày, bánh chưng, giò chả. Ấy vậy mà ngay lần đầu hợp tác, do không gặp đúng người nên đã lỗ sạch vốn mang theo. Cùng đường, ông bà phải tự thân tìm tỏi công thức riêng để làm bánh chưng mang đi bán. Do chất lượng bánh ngon nên nhiều người biết đến, nhưng do không có mặt bằng cố định nên bà phải giao bánh cho các bạn hàng. Riêng bà thì phải gánh bánh chưng đi khắp các ngõ ngách ở đất Hải Phòng để tăng thêm doanh thu, và thậm chí bà phải mang lên xe khách để bán, khiến những người bạn hàng phải thán phục. Tuy bà không biết rao nhưng lại bán hàng đắt hơn những người khác. Bánh chưng nhà làm ngày càng được nhiều người ưa thích, đến nỗi vào dịp Tết ông bà phải thuê thêm nhiều thợ để làm bánh dự trữ mà cũng không đủ để bán. Nhờ vậy mà tích lũy được một số vốn liếng nhất định. Thành công là vậy, nhưng ông bà vẫn luôn đau đáu nhớ về quê nhà. Năm 1951, người con thứ 5 Nguyễn Ngọc Hoàn đã ra đời. Tiếp đến, người con thứ 6 Nguyễn Ngọc Toàn cũng ra đời tại căn nhà thuê ở phố Đông Thuận, gần Kho Bạc Hải Dương. Ông bà đã lấy nghề kinh doanh thổ sản của nông để làm kế sinh nhai. Sau Hiệp định Geneva, ông bà đã theo dòng người di cư trên chuyến tàu thủy từ Hải Phòng vào Nha Trang, ở tạm nhà ông Nguyễn Ngọc Tần trong vòng 2 tháng. Do vật giá ở đây đắt đỏ, ông bà được gia đình người cháu Giang Cẩm khuyên nên về Tuy Hòa ở tạm căn nhà số 3 của họ. Với khả năng nắm bắt thị trường nhanh nhạy, ông bà đã tìm được nguồn thịt bò, thịt heo, hải sản với giá phải chăng để cung cấp cho thị trường Nha Trang. Song song đó lại tiếp tục nhận hàng sành sứ ở Lái Thiêu, Bình Dương để bán ở miền Trung. Công việc làm ăn thuận lợi nên ông bà đã mua lại căn nhà mặt tiền gần rạp hát Trần Hưng Đạo và chùa Bồ Đề để kinh doanh. Song do vị trí không thuận tiện nên ông bà phải thuê một kiosk gần chợ để buôn bán dễ dàng hơn. Rồi công việc kinh doanh sa sút vì chính trị không ổn định. Trong thời gian 1955-1964, ông bà đã sinh hạ thêm 5 người con trai. Nguyễn Ngọc Tuấn năm 1955, Nguyễn Hoàng Dũng 1958, Nguyễn Hoàng Tiến 1960, Nguyễn Hoàng Luân 1963, Nguyễn Hoàng Vũ 1964. Sau năm 1963, ông bà đưa gia đình về Quy Nhơn để sống gần đại gia đình ông Giáo và khởi nghiệp nghề buôn gỗ với sự tư vấn từ gia đình bác Cẩm Giang. Ông bà đã nhanh chóng phát triển vựa gỗ trở thành một trong những trại gỗ lớn trong vùng tại số 460 Bạch Đằng, Đầm Thị Nại, Quy Nhơn. Chiến tranh với Mỹ leo thang,
nền kinh tế bấp bênh, nhưng vì tương lai cho đàn con, ông bà đã đưa gia đình vào Sài Gòn vào năm 1971, cư ngụ tại số nhà 242/31 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, chợ Bàn Cờ làm nơi lập nghiệp. Căn nhà 3 tầng sau khi được xây dựng hoàn tất đã trở thành một trong những căn nhà khang trang nhất trong khu ấy thời bấy giờ. Năm 1973, ông bà đứng ra tổ chức lễ thành hôn cho con gái cả Nguyễn Việt Hồng. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, người con trai thứ 5 Nguyễn Việt Hưng đã đưa anh Hồng ra đến Bạch Đằng, rời Việt Nam để tìm tương lai cho toàn gia đình. Riêng mình chọn con đường ở lại quê hương để làm chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ và các em. Cuối năm 1975, ông bà đã cưới vợ cho người con này. Trong vòng 10 năm, từ 1975 đến 1985, ở chợ Bàn Cờ, ông bà đã kinh doanh chén bát, tạp hóa, nhu yếu phẩm để mưu sinh. Hình ảnh người mẹ già miệt mài đi chợ Trần Chánh Chiếu, chợ Kim Biên để lấy hàng về bán vào những chiều mưa gió, phải ngồi trên chiếc xích lô với miếng bạt để che mưa cho hàng hóa thay vì che cho bản thân, đã in sâu vào tâm trí của các con, các cháu. Bao nhiêu tiền kiếm được, ngoài việc nuôi dạy các con và các cháu, ông bà còn tốn không ít tiền vào ba cuộc vượt biên bất thành cho các con ở Vũng Tàu, Duyên Hải, Cam Ranh, Tuy Hòa. Tuy thế, ông bà vẫn không thôi hy vọng về giấc mơ đưa gia đình ra nước ngoài vì hoàn cảnh đất nước quá khó khăn. Năm 1984, hồ sơ bảo lãnh sang Canada được giải quyết. Năm 1985, ông bà và 5 người con trai chính thức rời Việt Nam theo diện đoàn tụ để bắt đầu cuộc sống mới nơi đất khách ở ngưỡng tuổi đã về chiều. Qua đến Canada, không muốn làm gánh nặng cho các con, ông bà định làm lại nghề nấu bánh chưng để bán cho cộng đồng kiều bào. Tuy nhiên, mong muốn ấy không dễ thực hiện ở xứ này. Không nản chí, ông bà lại tận dụng mảnh vườn trong căn nhà đầu tiên 1708 Olympia để cuốc đất trồng rau và bán, tìm chút ít tiền để gửi về quê hương cho các con cháu ở cả Sài Gòn và miền Bắc. Và cũng tại ngôi nhà này, bà đã đưa tiễn người bạn đời của mình sau 50 năm bên nhau. Sau khi ông qua đời, bà cùng các con rời về căn nhà 807 Erinwood từ 2000 đến 2008. Ngày nào bà cũng đem những túi thức ăn đi bộ qua đường sang sân bóng trước cửa nhà để cho hàng trăm chú chim ăn. Mỗi khi thấy bóng dáng từ xa, đàn chim mừng rỡ ríu rít tung bay ngập trời như đón chào chim mẹ đem mồi về tổ. Phải chăng nhờ tấm lòng bố thí nhân từ năm xưa mà ngày nay bà nhận được phước báu, sức khỏe và tuổi thọ sống vui cùng con cháu? Và đây cũng là nơi bà tác thành hôn lễ cho các con Nguyễn Hoàng Dũng 2001, Nguyễn Hoàng Luân 2005, Nguyễn Hoàng Vũ 2006. Từ năm 2008 đến nay, bà đang sinh sống an dưỡng cùng các con cháu tại căn nhà 168 Coverage Chatterley. Trăm năm trong cõi người ta, trăm năm tuổi mẹ xót xa thăng trầm. Chúng con và các cháu tự hào và hạnh phúc khi tề tự về đây để chúc mừng thượng thọ tuổi 100 của mẹ, bà, cố nội ngoại của chúng con. 100 năm qua, bà đã chứng kiến bao sự kiện vui buồn ở Việt Nam và thế giới. Với chúng con, bà là một phụ nữ Việt Nam điển hình, là bà mẹ quê. Hành trang trong bước vào đời với vốn liếng khiêm nhường, nhưng bà đã đến cuộc đời bằng tấm lòng bao dung với chồng con, bằng sự kiên nhẫn tận tụy trong công việc, bằng bản lĩnh đối mặt với khó khăn, chông gai để chèo lái đại gia đình đi đến bình an, và bằng sự tử tế đầy đặn với họ hàng thân thuộc. Đó là điều phi thường mà bà đã làm được. Chúng con thành tâm cúi đầu xin tri ân những hy sinh cao cả vô bờ bến cùng nghị lực phi thường của bà đã dành cho đại gia đình. Chúng con cầu mong trời Phật tổ tiên luôn phù hộ cho bà được thân tâm an lạc, trí tuệ minh mẫn, sức khỏe dồi dào, để mãi là điểm tựa tinh thần cho chúng con, chúng cháu thêm nhiều nhiều năm nữa. Xin kính lạy mẹ, bà của chúng con.